Thì cái thời gian delay này đối với cái nick mới thì các bạn chú ý là các bạn để lên 300 đến 500 giây để cho phần mềm này làm quen với nick, đúng không ạ? Rồi, số bài đăng này thì lưu ý, đúng không ạ? Cái số bài đăng này thì lưu ý là phải nhỏ hơn hoặc là bằng số hình ảnh sản phẩm. Đó là số lưu ý cho các bạn.